Ôi dồi, nhiều thế. Ôi con này to nhất này. Này con này con cá lóc à? Dì 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 dì. Xuống xuống lấy cua đây đây đây. Cá gì đây? À trophy. Đấy, nhiều ghê luôn nhỉ. Rồi. Anh em là đang hút ruộng. Là rất là nhiều cá luôn. Úi dồi, ôi, nó chạy kìa. Rồi rồi rồi, né né né, chú ba nhá. Đúng rồi. Úi dồi, con này to này. Úi dồi. Ôi, ruộng nha các bạn nha. Ruộng đồng nha, ruộng phi nha. Úi dồi, cá nó xuống nhiều quá nhỉ. Nó đây kìa. Sao đâu, nó mới chạy vào đây nè. Ôi dồi, khói quá. Ôi nhiều lắm này các bạn ơi. Ôi. Chú bật cái đèn nghe nè chú ơi. Bật đèn pha la lên. Anh em đang nướng cá đây, cá nhảy quá trời luôn. Anh em tôi đang hút nước ruộng xuống suối nên là có nhiều cá lắm. Đâu để chắc bật cho. Chú ơi vua vua từ trên xuống ơi. Đây, đây 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 đây. Chú tắt này đi, đúng không? Chú bật vào đây, đấy. Trời ơi, coi đâu. Chú nói chung là máy hơi ổn thế các bạn nhá. Úi trời ơi, cá này. Đấy. Úi trời ơi. Tập kết lại hết cho chỗ này nha. Đấy. Cá ném lum tùm la rồi. Chết rồi. Đấy. Đấy. Còn thô cũng phải to nha các bạn nhá. Đâu xem ai này, mấy thằng nó dùng lên nhiều lắm mà. Đâu? Ở đây đây. Ôi này, quá trời luôn này. Úi dồi, đây nữa này. Con này to nha các bạn ơi. Ôi này. Các bạn này, quá trời luôn này. Dồi. Úi dồi. Ôi. Ui, ui, ui. Kinh khủng quá. Đây là hiện tại anh em đang trích ở trên kia rất nhiều luôn nhá. Tắt máy được chưa? Bác 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 tắt cái máy dùng cái. Đây. Em ui giời ơi. Ôi, nó dám nhảy xuống đây luôn này. Ôi trời ơi. Nó chạy xuống đây nhiều lắm rồi ấy. Ôi này. Đây là mấy ký luôn này. Kinh khủng quá. Hả? Con nhiều lắm. Ôi này nó chạy xuống đây kinh khủng quá. Hả? Nhiều mà. Cá rô không mà. Ôi trời con to này. Hôm bữa chặt. Hôm bữa lên mà cái tối lại sáng về xúc chỗ này xong một tí cậu. Hả? Sáng về xúc chỗ này xong một tí. Tại nhà múc. Bơi không được. Cái này thì không nổi, thành nổi. Ôi giời. Này cái thế này ăn cái nào mới hết. Gần cạn rồi mà, gần cạn rồi mà. Cái này nhanh thôi mà. Mỗi chỗ này thôi chứ còn là trên cạn rồi. Cá này cá nuôi hay là cá ruộng vậy? Để tao hỏi đây. Chú ở ruộng mà cá rô to phết nhỉ. Trời ơi. Nuôi bao nhiêu tháng nay rồi. Cá này nó không lớn nữa à, bây giờ chỉ bắt nữa. Bây giờ anh em bắt đầu tiếp tục bật máy và còn nhiều lắm nha.
chắc là đấy, giờ anh em vừa bắt vừa nướng luôn, vừa nướng luôn là vừa ngồi luôn nhá. Đây này, còn đây là khoảng 2 cân nữa này các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Đấy, lăng nữa nha, lăng vàng nha. Mình nướng đoạn này ra, còn chỗ này cá này không cần thiết thì mình không cần nướng đâu. Cái này đem về nhà mà. Ừ, không cần thiết thì mình ăn nó có hết được mà. Ui, nhiều lắm ấy. Lắm rồi, ui dồi, một lạng luôn rồi. Có lắm rồi màu ấy đi. Ờ, nướng luôn, con kem nướng luôn. Ôi trời ơi. Nước nó sạch. Ôi trời ơi. Có ấy nhỉ. Nhiều ấy nhỉ. Ui, nó chạy ông ầm ầm luôn rồi. Nhiều mà. Chạy xuống cả đàn luôn rồi. Được nhiều chưa? Ờ, bỏ xuống chung túi này luôn đi. Quấy đâu? Đây cả một mẻ nữa cả. Đấy, đổ đổ xuống làm đi. Đợi đợi đợi, xíu nhá. Ôi dồi ôi. Ôi, bắt được cả. Ôi, bắt được cả thằng này nữa rồi. Thôi 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 thôi. Nói chung là toàn là cá rô, rô phi nha các bạn nha. Này rô phi không anh? Ôi, có mỗi năm là nước ruộng này, mưa ngập úng rồi, hút nước là đầy cái luôn này. Ôi. Nấy là, nấy chắc tại là nước nhiều quá nhỉ. Ừ. Bây giờ anh em vẫn đang tích cực bắt ở kia, chắc là khả năng còn rất là nhiều luôn. Rồi. Lần đầu tiên là em thấy cá rô đồng mà nó nhiều, rô phi đồng mà nó nhiều rồi anh ạ. Kiểu vậy đi câu trích suối nó còn ít hơn đấy. Nó được 3 thau. Trời, 3 thau luôn hả? Cái miếng này không á, chứ là ruộng ở trong này thì ít người đi, ít người đi lại. Trời ơi, anh em còn đang bắt ở dưới kia nhóc vật đó. Hôm nay mình mới được lần đầu tiên thấy luôn. Dạ. Đâu? Anh Quỳnh đợi đợi chỗ này chưa? Đây chưa? Rồi. Qua đấy rồi. Ơ, cái này bắt không hay là trích vậy? Bắt không ạ. Ôi ôi. Này anh em đang hút nước nha các bạn nha. Đấy. Cái này con này nhỏ quá để đây. Có con nào không? Nó chạy xuống đây hả? Ôi trời ơi. Ui nhưng mà cá ruộng sao nhiều đấy? Bắt này tôi phải quay. Lúc này anh bắt này tôi anh có em phải quay. Ờ. Trời ơi. Này ruộng này bạn ơi, này ruộng này, ruộng đồng này đấy. Đi. Bên kia đây anh em đang trích lùa nó xuống. Khả năng còn nhiều phết đấy nhỉ. Ui. Được con nào nữa cho cô? Ui, cá nhiều nhỉ. Cá ruộng mà nhiều nhỉ. Nó gần bầu ấy. Ờ, à, nó gần bầu à. Năm nào nó năm nào cũng có luôn hả? Năm rồi. Ôi đấy, cái anh em đang đốt lửa vừa nướng cá đấy, vừa thứ nhất là hút nước trong ruộng để mà ra hút nước ra để mà anh em mà làm lúa làm ruộng cày cấy dế, thứ hai là tiện bắt cá luôn, mà cá quá trời luôn đấy. Cá nào mỗi năm nước lên là cá từ suối lên đó các bạn, cho nó đọng ở đấy. Ui trời ơi. Xăng rồi à? Thế là xăng nhanh. Bơm bơm bơm. Nhưng mà thôi bằng này chắc là được rồi. Lần sau kìa, bơm đi bơm đi bơm đi. Bơm một lúc cho nó hết đi. Cái còn cái vùng này, vùng trên kia nó đang chảy xuống mà. Xăng rồi mất khỏi mà. Ui giời, nói chung là nhục cá phết đấy. Giờ được cả rồ hay gì nữa. Người ta lấy cả tấn. Ui giời ơi. Vậy mà mình không biết nhỉ anh Bằng nhỉ. Biết thì mày không bơm cái này mày sao lấy được. Đấy, hỏi cho các bạn này. Con to này, con này mà đi câu giật nó cũng là gọi là phê đấy. Đấy. Số này là chiều anh em đi câu này. Cái này câu thì bằng được
6 ký mấy. Chứ anh em đi câu cũng được khá khá. Ô, thằng này đổ hết pha lên hết không cá lăng, cái này không làm sớm thì nó chết rồi, thiêu đi dở này. Còn đây là cá đông. Con trê này cũng như hai anh em mà hết đúng hai xị nữa nha con trê này á. Ừ. Ấy con trê này hơi bị ngon đấy. Nướng dân giá nó ngon hơn đấy. Các bạn nha, đây là mình cá rô phi rô đồng. Bây giờ mình nướng làm kiểu dân giá. Là mình dùng cái bột mình tôm mà mình mới để mình mình rắc. Đấy, kiểu như làm sa tế ướp. Kiểu như gọi đẳng cấp luôn các bạn ạ. Ôi dồi ôi, kiểu này mình nướng đây. Mà thơm lừng luôn đấy. Đấy. Con rô phi yêu quý của mình này mà chín xong rồi nhìn nó thơm phức cái này ai mà cưỡng nổi nữa. Cái là tầm tầm mỡ mì hết rồi đấy này. Ôi ơi, làm miếng này bạn này. Ôi ơi, tay giờ đấy, tay bốc cá này giật giá mà đây đây con ăn chung hơn nữa. Ôi ơi, làm miếng này. Ôi ơi, anh làm miếng này. Ôi ơi, ngon quá. Trên này ăn như này nó mới gọi là lưỡi chân này kẹp quả ớt nữa đây. Đây mời các bạn nhá. Thơm ngon bổ dưỡng.